Em là phóng viên từ báo South Star. Hôm nay em sẽ có một vài câu hỏi về bộ phim mà mình vừa mới ra mắt. Câu hỏi đầu tiên của bên em là vì sao sau Cha cộng con anh lại tiếp tục khai thác đề tài về tình phụ tử mà không phải là tình mẫu tử? Thực ra thì tôi không bao giờ chọn cho mình một cái gì đó để mà mình theo đuổi mãi. Nhưng mà giữa Cha cũng con thì là một cái câu chuyện về tình phụ tử, nhưng mà là một câu chuyện hiền hòa. Còn trong năm 78 thì cũng như vậy, như là một câu chuyện dữ dội. Và tôi thì trong hiện tại thì tôi luôn luôn chọn những cái đề tài mang tính gia đình. Bởi vì nền tảng gia đình là một cái vấn đề rất quan trọng. Và trong đó có cha, mẹ, con cái. Và sau này sau khi tôi làm xong cái bộ phim mà năm 78 này thì tôi sẽ rời bỏ tạm thời, không làm về những cái đề tài gọi là cha con nữa, và tôi chuyển sang làm một cái đề tài về kinh dị. Và sau đó thì tôi lại chuyển sang đề tài làm Ba Mùa Mưa Một Tiếng Sét, tôi làm vẽ tranh, tôi làm về đề tài phụ nữ. Câu hỏi thứ hai là bộ phim năm 78 liệu rằng sẽ là một bộ phim nghệ thuật thuần để trình chiếu ở các liên hoan phim là chính hay sẽ khai thác đậm yếu tố thương mại để bán vé? Trong quan điểm của tôi thì không có phim nghệ thuật hay phim thương mại. Nó chỉ có phim có khán giả và không có khán giả mà thôi. Còn quan điểm làm việc của tôi là một bộ phim nên có yếu tố nghệ thuật, nhưng mà buộc phải thành công khi ra rạp. Vì vậy, năm 78 buộc phải thành công khi ra rạp. Vậy thì đối với bộ phim Cha cổng con đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế nhưng ở trong nước thì lại có vẻ như ít khán giả và không được nhiều người quan tâm lắm bởi vì nặng màu sắc tranh giải. Vậy thì anh có rút ra được bài học kinh nghiệm nào để thay đổi ở dự án phim sắp tới này là năm 78 không ạ? Thực ra mọi người hiểu Cha cõng con làm phim để đi tranh giải thì là mọi người đang hiểu sai về cái mục đích làm phim. Một người đạo diễn như tôi là người luôn luôn chỉn chu kỹ lưỡng và rất hướng tới cái sự chuyên nghiệp và cái tốc độ làm phim chắc chắn và tất cả khuôn hình cầu kỳ, thì mọi người đang nhầm tưởng đó là phim nặng về nghệ thuật. Nhưng thực ra khán giả cần được tôn trọng. Một bộ phim dưới nghĩa nào cũng nên dành những ngôn ngữ điện ảnh thực sự để chiêu đãi họ. Và Cha cõng con hiện nay là đối với Cha cõng con là lượng khán giả vượt cả những cái điều nhu cầu, được phát hành tại chín mấy cụm rạp, sau đó được chiếu cho mấy trăm ngàn trẻ em, và đến bây giờ thì còn nhiều khán giả và thỉnh thoảng vẫn khởi chiếu và còn được phát hành ở nhiều nước. Thì dưới góc độ nào đó thì Cha cõng con đã đạt được tất cả các yếu tố. Thế còn liên hoan phim đối với Cha cõng con ấy, nó cũng phải là mục tiêu chính ban đầu, nhưng mà sau cái giai đoạn mà tôi nói là chưa tìm được nhà phát hành thì đi liên hoan phim nó lại được giải. Thì mọi người hiểu ngược cái đấy, chứ bản chất làm một bộ phim thì cần đến với khán giả trước. Vậy thì đạo diễn có thể cho ba yếu tố mà bộ phim này có thể giúp câu kéo được người xem không ạ? điều đầu tiên đối với tôi ấy, thì một câu chuyện là quan trọng nhất, bởi vì câu chuyện là yếu tố dẫn dắt và làm cho người xem thấy thú vị và theo đuổi hay không. Điều thứ hai, nó phải là dàn diễn viên, không phải là chuyện cao lớn hay là nổi tiếng mà phải diễn xuất cực kỳ tốt. Và điều thứ ba, bạn có tất cả chất liệu đó, hình ảnh phải đẹp. Ba cái yếu tố đó, còn âm nhạc, âm thanh là đương nhiên. Ba cái thứ đó, năm 78 sẽ làm thỏa mãn mọi người. Và đương nhiên nhé, để tôi chia sẻ với các bạn. Một bộ phim, ví dụ như Ký Sinh Trùng, Người Hùng Thành Rôm, cực kỳ thành công ở rạp bởi vì họ đã đạt tới một cái độ nào đó, thì giải thưởng cũng tự động đến. Còn bọn tôi hiện nay đang làm để làm cho khán giả. Khán giả chán chê xem chán rồi, trình bày với khán giả hết rồi. Tôi tin rằng phim này cũng sẽ ra được quốc tế và cũng được giải là đương nhiên. Bởi vì một cái bức tranh bạn vẽ cho người ta thưởng ngoạn, một cái bức tranh mà đẹp lung linh, người xem nó được thưởng ngoạn một cách thỏa mãn.
và đương nhiên bức tranh sẽ được chấm một điểm cao quý. Hãy đừng làm cái bộ phim mà nghĩ dự thi trước. Còn nếu tôi đã làm phim dự thi nhé, tôi làm phim rất ít kinh phí mà tôi chỉ dự thi thôi. Đấy, ví dụ như vậy. Được biết là dự án phim hiện tại vẫn chưa bấm máy, nhưng mà lịch ra rạp thì đã có rồi, là vào ngày 18 tháng 12 sắp tới. Vậy thì liệu 6 tháng quay và cả hậu kỳ thì có kịp để trình chiếu cũng như là đảm bảo chất lượng của bộ phim không ạ? Thực ra thì trong cái tình hình dịch Covid ấy, thì đúng là lịch quay nó bị đổi. Nhưng mà nhà sản xuất thì rất là linh hoạt. Cảnh quay đầu tiên ấy, là diễn ra vào ngày 13 tháng 5 đã quay. Những cảnh mà cần thiết và tránh được những cái vấn đề khác, những cảnh ấy giúp được làm phần CG hậu kỳ, phục vụ những cái phần mà không cần phải tụ họp đông. Và ngày mùng 8 vừa rồi lại quay tiếp. Đấy, thì cùng một lúc có thể nhà sản xuất sẽ tổ chức nhiều ekip và phối hợp nhiều công ty hậu kỳ khác nhau. Đấy, tuy nhiên là chất lượng là vẫn đã đề cao tối đa. Vì vậy nhà sản xuất đang tối đa mọi phương pháp để đạt được một bộ phim chất lượng cao nhất và cũng đến với khán giả như dự kiến là ngày 18 tháng 12 năm 2020. Nhưng mục tiêu phim là quan trọng nhất. Chất lượng. Nhưng mà cái khoảng thời gian vào ngày 18 ấy ạ, tức là khoảng thời gian vào cuối năm thì sẽ có luôn có rất nhiều những bom tấn Hollywood khác ra mắt cùng. Thì đạo diễn nghĩ đây có phải là một cái khoảng thời gian khôn ngoan để cho ra mắt bộ phim này không? Và mình có sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh với những con ngựa chiến khác không ạ? Thực ra khi làm một bộ phim thì ở khía cạnh của đạo diễn thì tôi hoàn toàn tự tin là bộ phim của mình có khả năng cạnh tranh rất mạnh. Cái cạnh tranh rất mạnh ở đây là đáp ứng được yêu cầu khán giả. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng từ nay đổ đi thì chả có thời điểm nào là không có bộ phim bom tấn cả. Đó là thị trường chung thôi. Vì vậy cái việc quan trọng nhất của chúng tôi bây giờ là gì để chúng tôi có thể thành công? Đó là tập trung làm một bộ phim tốt nhất. Đạo diễn có thể chia sẻ thêm một chút về dàn diễn viên không ạ? Bắt đầu với lại Hoa hậu Hohenie thì cô ấy chưa phải là một người có nhiều kinh nghiệm đóng phim lắm. Vậy thì chính xác là đạo diễn đã phải làm như thế nào để có thể rèn giũa một viên ngọc thô sơ như vậy ạ? Cái điều đầu tiên ấy, mà chọn diễn viên ấy, là cái trực quan của đạo diễn thấy họ hợp nhân vật đã. Sau đó thì phải trao đổi về diễn xuất. Và khi các bạn ấy có kỹ năng diễn xuất thì tôi có một bài riêng. Và cái bài đấy diễn ra từ 3 đến 6 tháng. Rất riêng cho từng diễn viên một. Cách để họ xâm nhập tâm lý như thế nào, tiếp cận vai diễn như thế nào, và cái sự đặc biệt của họ trong diễn xuất sẽ như thế nào thì hiện nay chúng tôi đang làm việc với nhau. Và việc này kéo dài rất lâu rồi. Để làm sao hen vào giữ nguyên được sự thuần khiết của một cái người đầu tiên vào bộ phim, nhưng mà kỹ năng diễn xuất thì phải đạt được cái sự thỏa mãn của vai diễn đối với khán giả. Vậy thì khi mà anh chọn Hohenie vào vai diễn này thì là vì mối quan hệ thân tình, vì danh tiếng hoa hậu hay là vì đạo diễn đã nhìn thấy được tiềm năng ở Hohenie? Có một thực tế thì có rất nhiều hoa hậu. Tôi thì chọn hay là mời Hohenie vào đơn giản là bạn ấy hợp với vai diễn và bạn ấy có một cái kỹ năng diễn xuất ban đầu rất tốt. Còn phía sau thì khi các bạn ấy lập vào trong bộ phim thì cái việc mà cái tính nghiêm túc cũng giống như cái khả năng làm việc của Hen nó càng ngày càng làm cho tôi cảm thấy rằng tôi đã chọn bạn ấy rất đúng. Bởi vì một bộ phim lớn mà làm việc không chuyên nghiệp không làm được, đoán không theo được. Khi mà em nhìn sơ qua dàn diễn viên thì em thấy có những cái tên rất là nổi như là Hohenie, Jessica Minh Anh hay là Ngọc Tình. Thì tất cả những bạn này đều là những hoa hậu và hay là siêu mẫu cả. Vậy thì làm thế nào để mà đạo diễn có thể quảng bá một bộ phim về thực lực của những dàn diễn viên chứ không phải là chỉ vì danh tiếng và vì họ chỉ là những người mẫu, những chân dài, có tiếng?
Tôi sẽ trả lời như thế này để cho bạn 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 có thể sử dụng nhé. Một, nhiều người có nói với tôi rằng là tại sao lại chọn các diễn viên mà theo như cách là mỗi người một cá tính nó quá sinh động, liệu có kiểm soát được hay không? Thì tôi có nói với mọi người rằng một bộ phim lớn đồng nghĩa với một giống như một ngôi nhà lớn, và một ngôi nhà lớn thì có rất nhiều cửa, và mỗi diễn viên là một cửa, và họ sẽ canh cái cửa biên cương của cái bộ phim đấy. Một diễn viên yếu đồng nghĩa với việc là gió sẽ vào nhà. Vì vậy tôi sẽ làm việc công bằng với tất cả diễn viên và tối đa, và tôi chắc chắn là người này sẽ diễn được như thế này, chắc chắn là người này sẽ diễn như thế, để bảo vệ những cái cánh cửa của bộ phim. Và tôi còn coi trọng diễn viên như sau: tất cả các diễn viên phụ, dù phụ cỡ nào, tôi cũng coi đấy là những viên ngói. Và nếu mà một viên ngói bị dột thì cái nhà để đó ướt. Tôi chỉ muốn nói rằng đối với tôi, tất cả chi tiết trong bộ phim tôi quan tâm đến mức tốt nhất có thể. Có một sự thật đó là phim hành động ở Việt Nam thì thật sự rất khó ăn so với những phim hành động khác được đầu tư kinh phí vô cùng lớn của Mỹ, của Hollywood này nọ. Vậy thì do đâu đạo diễn lại muốn khai thác đề tài này với thể loại phim hành động mà không phải là bất kỳ một thể loại nào khác? Thực ra là thể loại phim hành động ấy là một trong những thể loại phim mà rất dễ chinh phục người xem. Thì để mà vượt qua những khó khăn đó, thì như tôi đã nói trong họp báo, là mình phải kế thừa những kỹ năng của các bạn khác. Vì vậy tôi mời ví dụ như chuyên gia võ thuật đến từ Hàn Quốc, kỳ cựu, đầy kinh nghiệm làm những phim lớn để giúp mình, hay quay phim, hay âm nhạc, hay âm thanh, và nhiều các thành viên khác đến từ nhiều nơi để mình kế thừa. Và cái ngành điện ảnh nó là như vậy, nó là tổng hợp. Đạo diễn không thể, đạo diễn có giỏi võ mấy giỏi võ nhưng cũng không chắc làm một phim võ hay. Đạo diễn hay làm thì tôi làm cái công việc của đạo diễn của mình, còn chỉ đạo võ thuật lại một cái đạo diễn khác. Vì vậy các nước người ta làm thế, mình cũng nên làm thế. Chứ còn bây giờ mình đào tạo một cái chuyên gia thì lâu lắm. Vài năm thì đạo diễn mới ra một phim, thì anh có thấy mình khá im hơi lặng tiếng không? Và anh có dự định sẽ thay đổi lộ trình sản xuất đó để có thể có nhiều phim ra đạt hơn không? Thực ra thì để làm một bộ phim ấy, thì cũng phải cần có thời gian. Nó giống như là bạn trồng cây ấy, nó cũng phải có thời gian mọc. Còn như tôi chẳng hạn thì làm phim Cha Ông Con trong vòng 10 năm. Cái quy trình đi tập hợp kinh phí mới là quy trình dài nhất. Còn làm phim không phải là dài. Còn từ năm 78 trở ra thì cái quy trình đó tôi được ngắn hơn rất nhiều. Nên sau năm 78 sẽ khả năng sẽ sản xuất liên tiếp những cái bộ phim, bởi vì tôi có những ekip hỗ trợ. Còn trước kia thì tôi không có nhiều ekip hỗ trợ lắm. Hiện nay các dịch vụ streaming phim trực tuyến đang chiếm rất nhiều ưu thế. Vậy thì đạo diễn có thấy là những dịch vụ streaming này sẽ giết chết phim ảnh chiếu rạp hay không? Và anh đánh giá thế nào sự phát triển của những đạo khổng lồ như là Netflix, Apple Plus, Disney Plus hay là và những cái mối đe dọa mà họ có thể mang đến cho thị trường phim chiếu rạp? Nó giống như bây giờ mọi người hướng về thiên nhiên. Mình ra thành phố, rồi mình một giai đoạn trào lưu, rồi chúng ta cũng về quê. Thì đối với tôi là người luôn luôn đấu tranh cho điện ảnh đến với màn ảnh rộng. Bởi vì bản chất của điện ảnh là màn ảnh rộng. Và nó, tôi nghĩ rằng không thể thay thế được. Nó chỉ thay thế dưới góc độ nào đó thôi. Nó giống như bạn muốn ra biển, tắm thì bạn phải đến biển. Bạn có xây cái biển trong nhà, bạn chỉ giải quyết một vấn đề nào đó thôi. Thì cái việc thị trường nó vẫn còn. Và tôi cho rằng càng ngày cái tính hưởng thụ càng cao của con người, cũng giống như khán giả, họ lại sẽ đến rạp để hưởng thụ. Bởi vì chúng ta xem ở nhà chúng ta không được tập trung, và đến rạp chúng ta với một cái màn hình lớn này. Thì tôi lại ngược với mọi người. Tôi tin rằng là điện ảnh phải phát triển cực kỳ mạnh mẽ trong tương lai, thậm chí nó vượt trội. Đó thì là cái khả năng tôi phán đoán là như vậy. Vậy nếu trong tương lai mà
đạo diễn có cơ hội được trình chiếu những cái bộ phim của mình lên những nền tảng streaming trực tuyến đó, thì đạo diễn có chấp nhận với lời đề nghị đó không? Tôi thì hòa vào tất cả những cái dòng chảy. Sau khi mình chiếu rạp, bộ phim của mình cần phải lan tỏa. Bởi vì rạp không đến được mọi ngóc ngách, mà Internet có thể đến được mọi ngóc ngách. Thì đó cũng là cái mong muốn của nhà làm phim. Nhưng làm phim đầu tiên của tôi thì tôi không hướng đến cái kênh đó cho cái bộ phim này. Nhưng ví dụ bạn là một kênh, bạn mời tôi làm đạo diễn cho cái bộ phim đó, để đó thì tôi đã chấp nhận cái đó, tôi sẽ làm. Nhưng bộ phim này của tôi mong muốn đến rạp chẳng hạn thì tôi sẽ làm mục tiêu đến rạp. Còn sau này đi qua các nền tảng khác, đến với nhiều khán giả hơn thì đấy cũng là điều tốt.